Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, trên The Spectator có John R. MacArthur đã là một cuộc giảo nghiệm chính xác. Tương lai u ám của nước Mỹ nằm trong cốt lõi của Đảng Dân Chủ, là tập hợp của các đại gia và lãnh tụ không hề quan tâm đến đời sống người dân. Cho nên mới có Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden. Rồi có Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Cho tới khi các đại gia và tài phiệt cho Biden về vườn vì lão kiệt sức, thì Kamala lại tưng bừng phất cờ trong một tương lai mù mịt. Tương lai đó là quá khứ gần đây tại California, hoặc bập bùng cháy như Minneapolis năm 2020 dưới sự lãnh đạo của thống đốc John Lynn Walsh. Làm thế nào và tại sao Đảng Dân Chủ lại phớt lờ ý nguyện của người dân một lần nữa? Hãy xem cỗ máy dân chủ sụp đổ khi lãnh đạo đảng cũng là Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại. Thể hiện sự suy sụp về lời nói và nhận thức của mình với toàn thế giới. Hãy xem cuộc đua vô lý của các ông trùm đảng để tập hợp lại với nhau bằng những lý lẽ không hợp lý như lời khen ngợi của họ đối với thành tựu lịch sử của ông chủ họ. Hãy xem giới truyền thông tranh giành để che giấu sự đồng lõa của mình trong việc che đậy lâu dài nhiệm kỳ không vững chắc của Tổng thống. Hãy xem những ông trùm đảng đã đưa kẻ thua cuộc tầm thường hai lần trong cuộc bầu cử Tổng thống này vào Nhà Trắng. Không có ý định nào khác ngoài việc ngăn cản một kẻ nổi loạn nổi tiếng giành được đề cử, đột ngột đảo ngược tình thế dưới áp lực từ những nhà tài trợ giàu có của họ và loại bỏ vị tổng thống yếu ớt để ủng hộ một phó tổng thống thiếu nhiệt huyết được chọn chỉ vì giới tính, dân tộc và sự thận trọng về chính trị của bà. Tiểu bang quê hương của bà, California, thậm chí không phải là một tiểu bang dao động. Hãy xem các nam tước và những người hầu truyền thông của họ tung hô một chính trị gia gần đây vô hình, như một nhà lãnh đạo năng động, người sẽ kích thích quân chúng, mặc dù bà đã thất bại rõ ràng trong việc kích thích bất kỳ ai trong lần thử đầu tiên trở thành Tổng thống 4 năm trước. Hãy xem khả năng của một hội nghị công khai với một chút dân chủ tan biến trong một đám mây tuyên truyền tinsel. Và sau đó, tôi chưa bao giờ nằm trong số những người tin rằng việc phục chức cho cựu Tổng thống Donald Trump là điều có khả năng xảy ra. Sự sỉ nhục của ông dưới tay Stormy Daniels tại phiên tòa xét xử ông về tội gian lận và kế toán giả mạo hẳn khiến ngay cả những người cuồng loạn ám ảnh Trump nhất cũng phải do dự trước khi đưa ra dự đoán như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ sẵn sàng mất Nhà Trắng để không mất quyền kiểm soát quá trình đề cử. Là một học trò của nhà viện tiểu luận chính trị Walter Karp, tôi luôn đồng tình với câu châm ngôn của ông rằng các đảng phái chính trị thà thua cuộc bầu cử với một kẻ gian lận đáng tin cậy trên lá phiếu còn hơn thắng cử với một người có thể gây rắc rối trong phạm vi hẹp của sự bảo trợ của đảng, sự lừa đảo và sự trao đổi. Rắc rối có thể lan rộng đến phần lớn dân chúng, sau đó có thể được truyền cảm hứng để yêu cầu trách nhiệm giải trình và hành động lập pháp từ các quan chức được bầu của mình. Joe Biden được ông chủ đảng James Clyburn và những người khác chọn để ngăn chặn làn sóng ủng hộ, do đó gây rối loạn của hai chiến dịch của Bernie Sanders, gần như đã đánh bại sự lựa chọn thông thường của đảng Hillary Clinton vào năm 2016 và sau đó đe dọa xiến chìm phần còn lại của chiến dịch vào năm 2020 cho đến khi Chú Joe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina. Sau khi Barack Obama và các ông chủ khác chỉ thị cho ba đối thủ của Biden bỏ cuộc trước siêu thứ ba và ai đó đã thuyết phục Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ở lại để chuyển phiếu bầu khỏi Sanders, kỷ luật của đảng đã được khôi phục và cuối cùng Biden có thể, và thật vô lý, được đúc kết lại thành sự tái sinh của Franklin D. Roosevelt.
không có anh em Bernie nào can thiệp vào việc phân phối thịt lợn hoặc sự hào phóng lập pháp khác nhắm vào thượng nghị sĩ Joe Manchin, nhân viên bán hàng của Lockheed Martin hoặc những người vận động hành lang của phú Wall do quỹ đầu cơ thống trị. Sau khi nhậm chức, Biden, người thường bối rối, đã chứng tỏ mình vô cùng khéo léo trong việc phá hủy phong trào của Sanders và mọi thứ mà Đảng Dân Chủ xã hội coi trọng. Chỉ cần một ví dụ, quyết định của Biden, Manchin và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer không thúc đẩy việc gia hạn vào năm 2022 đối với việc mở rộng khoản tín dụng thuế thu nhập trẻ em cực kỳ hiệu quả, đã được thông qua vào năm 2021. Một chương trình do Sanders truyền cảm hứng đã giúp cắt giảm gần một nửa tình trạng nghèo đói ở trẻ em, theo tờ New York Times. Là quá hào phóng đối với giới đầu sỏ của đảng, những người đột nhiên quan tâm nhiều hơn đến thâm hụt và lạm phát hơn là nạn đói và trẻ em nghèo. Bernie bị bỏ lại trong cái nóng oi bức, như được chứng thực bằng một bức ảnh mang tính biểu tượng về chiến binh thập tử chinh thất bại đang ngồi buồn bã trên các bậc thang của Điện Capitol vào ngày 7 tháng 8 năm 2022, sau khi Quốc hội bác bỏ việc gia hạn khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng. FDR thực sự đang chờ mình trong nấm mồ của mình. Điều gì giải thích cho sự thờ ơ đặc biệt của Đảng Dân Chủ đối với ý chí của người dân trong một năm bầu cử mà Washington chính thức liên tục tuyên bố là sự lựa chọn mang tính hiện sinh giữa chế độ độc tài phát xít và nền dân chủ? Về vấn đề đó, điều gì đã khiến Thống đốc California Gavin Newsom bảo vệ Tổng thống một cách dữ dội như vậy sau thảm họa tranh luận của ông? Gọi Biden là một trong những tổng thống có tác động chuyển đổi nhất trong cuộc đời chung của chúng ta. Ngược lại, sự nghiệp trung hữu của Biden đã dành cho việc ngăn chặn sự chuyển đổi để bảo vệ nguyên trạng trong đảng của ông và thúc đẩy lợi ích của những người giàu có. Hãy xem xét công việc không biết mệt mỏi của ông thay mặt cho các công ty thẻ tín dụng Delaware, đã tài trợ ngày càng nhiều cho Đảng Dân Chủ kể từ chính quyền Clinton. Newsom muốn trở thành tổng thống, và ông biết luật chơi, chống lại sự lãnh đạo của đảng và bị đuổi ra biển, xem thất bại sơ bộ của nghị sĩ New York, Jamal Bowman. Lòng trung thành với đảng quan trọng hơn bất cứ điều gì, vì bộ máy đảng kiểm soát chặt chẽ việc gây quỹ, lập danh sách và quyền bỏ phiếu ở tất cả các tiểu bang, trừ những tiểu bang ít do ông chủ cai trị, chẳng hạn như Maine, Vermont, New Hampshire, Minnesota và Oregon. Nếu hoàng đế không có quần áo, hãy mặc cho ông ta một bộ trang phục và gọi đó là sự biến đổi. Các ông chủ đảng có thể cảm ơn bạn vì sự phục vụ của bạn. Chỉ có giống chính trị gia hiếm hoi nhất, Eugene McCarthy hiện ra trong tâm trí, mới mạo hiểm sự nghiệp của mình vì lợi ích của đất nước. Về mặt chính trị thực tế, Thượng nghị sĩ Ohio Sherrod Brown hoặc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer sẽ là những ứng cử viên hiệu quả hơn so với Kamala Harris khi chống lại Trump. Brown không mang theo gánh nặng của Clinton khi ủng hộ các thỏa thuận thương mại tự do đã thu hút đủ số cựu đảng viên Dân Chủ ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania đến với Trump để trao cho ông chiến thắng tại đại cử tri đoàn. Là một biểu tượng của tiểu bang dao động, Whitmer, mặc dù bà không tại vị trong thời đại Clinton, có thể gửi một thông điệp đáng tin cậy đến tầng lớp lao động vành đai ghi xét bị xa lánh. Vẫn tức giận vì mất quá nhiều việc làm trong nhà máy, vì NAFTA và quan hệ thương mại bình thường lâu dài với Trung Quốc, rằng Đảng Dân Chủ một lần nữa quan tâm đến những người mà họ đã bỏ rơi vào những năm 1990. Nhưng thông điệp đúng đắn đối với cử tri bình thường sẽ là thông điệp sai lầm đối với chế độ đầu sỏ và tài chính lớn. Trên thực tế là một lời khiển trách đối với gia đình Clinton. Thừa nhận rằng toàn bộ sự thay đổi theo chủ nghĩa tự do mới bãi bỏ quy định của đảng
là sự phản bội đối với nhóm cử tri cốt lõi trước đây của họ là những công nhân công nghiệp có liên đoàn. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta có một ứng cử viên chính trị đúng đắn từ công nghệ lớn thuộc tỉnh San Francisco được áp đặt cho chúng ta mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Lãnh đạo đảng hài lòng vì Harris, tất cả các ô đúng được đánh dấu trong danh sách kiểm tra chính trị bản sắc không đại diện cho bất kỳ ai ngoài Harris và sẽ không bao giờ làm chao đảo con thuyền. Điều này không có nghĩa là bà ấy không thể đánh bại Trump, nhưng nó có nghĩa là chúng ta vẫn không thể đánh bại hệ thống. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe Trình Nghĩa Tin Tức. Hãy tham gia làm thành viên của Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.